Xin chào tất cả quý bà con, đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 4 giờ chiều. Theo thông tin nhận được từ vựa và anh em thương lái, thì giá mít Thái buổi chiều hôm nay tiếp tục bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì so với buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Mít kem nhất 25.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 21.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 15.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 11.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Mít kem nhất 24.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 20.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 14.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 10.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An. Mít kem nhất 24.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 20.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 14.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 10.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang. Mít kem nhất 26.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 22.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 16.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 12.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Mít kem nhất 19.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 17.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 8.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít kem nhất 17.000 đồng trên kg. Mít kem rất lớn 14.000 đồng trên kg. Mít kem rất nhỏ 7.000 đồng trên kg. Giá mít Thái ruột đỏ sơ vàng Indo. Mít nhất 48.000 đồng trên kg. Mít nhì 38.000 đồng trên kg. Mít bi 16.000 đồng trên kg.